Hello anh chị nha, đến hẹn lại lên. Hôm nay em toàn mời anh chị tham gia đấu giá cùng em toàn. Đó. Hôm nay em toàn đấu giá cái lô xe ở Hưng Yên. Lô xe này thì chi tiết nó là một chiếc xe Lexus 570. Đó, như hình đây, Lexus 570. Màu đen. Bản Super Sport 570S anh chị. Nội thất màu đỏ. Xe tịch thu anh chị, xe tịch thu thanh lý 98.000 km. Km là có nghĩa là xe này là thị trường, không phải thị trường Mỹ anh chị, nó là thị trường có thể là châu Á hoặc là châu Âu đó, nhưng mà gần như là nó là bản đủ của Super Sport, là bản đủ rồi anh chị. Cái xe này á là họ đấu giá nguyên lô anh chị. Nguyên cái lô thì xe này họ định giá là 4 tỷ 7 50. Còn mà những cái xe máy hoặc là những cái xe kia thì định giá mấy chục trăm mình không tính đi, nên là nó cộng lại thành là đấu nó nguyên lô này là 4 tỷ 8 50 anh chị. Cái xe này họ không có đăng kiểm, không có giấy tờ, không cho mình coi đăng kiểm giấy tờ, nhưng mà cái đó là không phải là khó đối với em Toàn đó, tại vì em Toàn cũng đã sở hữu cái xe này từ năm cái model đầu của nó 2015, nhưng mà 2016/3 em Toàn có mua, năm 2016/3 em Toàn có mua một chiếc của nhập Mỹ, mua phiên bản nhập Mỹ anh chị, cũng nội thất đỏ như vậy, cũng nội thất đỏ. Và thời đó mua là năm 2016 là mua 300 mấy chục ngàn, 6 tỷ mấy á, 6 tỷ mấy á. Cái xe mà anh chị hay thấy năm 2020 21 Toàn đi biển số 81A1279 á, 01279 á. Đó là cái xe đó mua 300 ngàn. Từ năm 2016 cho đến năm 2021, hay hình như mình bán năm 21 đúng không? 21 đi 5 năm. 5 năm, anh chị biết em bán được bao nhiêu tiền không? Em bán lúc đó em bán xe lắm, đi nhiều, xe nhà em đi nhiều, nói chung đi rẫy rồi đi tùm lum hết, đi huyện đi đồ, nói chung đi cũng nát cái xe luôn rồi. Không đâm đụng thôi chứ bảo dưỡng đều, nhưng mà đi cũng gần 200 ngàn, 200 ngàn cây rồi anh chị. Đó, mà em bán được 4 tỷ mấy, bán cho salon nha, bán cho salon của một bạn ở ngoài Hà Nội, salon Đỗ Lượng á. Bạn đó chuyên buôn bán, bây giờ hiện giờ thấy đang buôn bán siêu xe. Cái năm 21 bạn mua mình tới 4 tỷ mấy rồi, không biết về bán khách nhiều chắc bán cỡ 5 tỷ. Đó, anh chị thấy không, đi một con xe mà giá trị đi gần 5 năm trời mà lỗ có 1 tỷ mấy á. Mà trong khi thời điểm đó mà mua mẹt hay mua pin đúp hay mua gì chắc lụm nửa tiền là không bao giờ có rồi đó, đi 1 2 năm mà lụm nửa tiền là không bao giờ có. Tại cái Lexus đây đi thời gian nó đi cày, cỡ gì cày nó bền lắm chị, nó bền mà đi êm ái, nó sướng, nó sướng, nó nhẹ nhàng, nó sướng, mở lời xăng nữa nha. Nhiều anh chị không tin là cái xe 5.7 nó uống có mười mấy lít đâu, 12 13 lít đường trường à. Đó. Rất là lợi, 5.7 V8 anh chị. Đó. Và thời điểm đó em bán 4 tỷ mấy. Thì đúng là con xe này là đúng chuyên cơ mặt đất, nó giữ giá, đi các địa hình được, đi êm ái, đi đa dụng, đi ok, nên nó giữ giá anh chị. Không có gì là giữ giá bằng, không có dòng xe sang là giữ giá bằng Lexus. Anh chị cũng biết một phần nguyên nhân nó bền, nó giữ giá và cái thương hiệu nó giữ giá, mà kèm theo nữa là anh chị biết sao không? Tại vì hiện tại chính sách nhà nước thay đổi với những cái xe mà chấm lớn, thì xe đó bây giờ hiện giờ lên tới gần 10 tỷ rồi. Lúc năm 2020 2021 em bán là xe đó mới nhập về hơn chục tỷ rồi anh chị. Thời 2016 em mua thì không có cái mức thuế đó, thì có 6 tỷ mấy, không có mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với những dòng xe chấm cao á, thì nó chỉ có 6 tỷ mấy thôi. Năm 2016 mua 6 mấy, sau khi năm 2018 19 gì lên tới 10 tỷ thì cái xe em bán được đâu 4 tỷ mấy á. Bây giờ em đấu tiếp cái con xe này. Xe này thì nhiều anh em vô nhìn không biết, không biết. Và có một cái lưu ý cho anh em mua xe thanh lý, mua xe đấu giá này, nhất là những cái xe tịch thu á, là cả đầu tiên mình coi xe chất lượng là một chuyện, và tham khảo giá nó có phù hợp thị trường là chuyện thứ hai, mà chuyện quan trọng thứ ba mà cần phải biết á, là những con xe sang như vậy là phải kiểm tra kỹ số khung số máy anh chị. Đây nè, số khung nè đó, từ những cái nét chữ, những cái nét của số khung máy mình chụp hình mình zoom lên mình coi từng cái nét coi thử nó có bị đục phá không đó. Khi nào mình xác định đó là nó không đục phá, không đục phá là mình sẽ đăng ký tham gia đấu giá đó. Thì lý do tại sao em nói là cái xe này có bị đục phá không, là tại vì cái những cái xe mà Lexus 570 á, thì tại thị trường Việt Nam giá trị nó rất là cao, nhưng mà tại thị trường
bạn á, giống như Campuchia hay Lào á, những con mà xe mà đời 2018 nó chỉ có loanh quanh đâu đó 2 tỷ, 2 tỷ mấy thôi. Đối với những cái xe chưa thuế ở thị trường Cam nó có 2 tỷ, 2 tỷ mấy, chứ còn mà có thuế rồi thì nó mắc cũng gần ngang Việt Nam 4 tỷ mấy, 4 tỷ mấy, 5 tỷ. Ở bên nước ngoài nó có một phân khúc cũng giống Việt Nam, có xe có thuế, xe không thuế, mà thị trường Cam thì họ nhập lậu về dễ hơn, còn Việt Nam thì không có nhập được, nên là họ hay nhập lậu về, họ gắn biển tầm bậy tầm bạ họ chạy. Thì những người cô chú anh chị ở Việt Nam ham rẻ hoặc là không đủ điều kiện mà cần cái xe này để đi công việc hay đi ngoại giao hay gì đó, phải chấp nhận qua bên đó mua mua những cái xe không thuế ở bên Cam, bên Lào, chứ còn có thuế họ cũng mắc ngang ngửa Việt Nam đó. Thì bắt đầu mang về Việt Nam xong rồi mua bộ giấy tờ, cũng rất nhiều anh chị đề xuất mua, giống như là kêu em báo mất cái cà vẹt của cái xe năm số 3 của em đi rồi bán lại cho anh chị 500-700 triệu, em cũng không bán, 1-2 tỷ cũng không bán, làm cái rủi ro, không không bán cái đó được anh chị đó. Họ yêu cầu mình là báo mất cà vẹt đi, xong rồi họ mua lại cái cà vẹt cũ của mình cầm cà vẹt mới mình chạy, xe mình vẫn là xe xịn, xong rồi họ xin bản kè, họ đục cái số khung số máy vô cái xe mà mua tại thị trường nước ngoài anh chị, rồi họ chạy ở một cái tỉnh thành khác đó. Xe sang nó có một cái loại như vậy, là nhiều anh chị bù phép theo kiểu như vậy, và em khuyến cáo là không nên, và không không nên, và nếu mà lỡ mất cà vẹt, những cái xe sang mà mất cà vẹt á, thì nên 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 nên, nên, nên xác minh chuẩn và kiểm tra kỹ trước khi mua anh chị nha. Chứ những cái xe sang mất cà vẹt nguy hiểm lắm, thường thường nó mẹ bồng con, nó nghĩa là xe chính là mình nhưng mà xe phụ là bán cho người khác, là chạy ở một cái tỉnh thành nào đó đục số khung số máy chạy, nhưng mà lỡ họ có chuyện gì hay là họ đi qua vẹt gì đó là mình dính líu với pháp luật anh chị, nên là không nên kinh doanh hoặc buôn bán những cái vụ mà mẹ bồng con này anh chị nha. Đó thì em xác minh rõ kỹ số khung số máy đó, kinh nghiệm của em mua xe sang á, là nhất là những cái xe lấy xịt, chứ còn xe pin đúp, xe mẹt này nọ ít có lắm, chỉ có những cái xe lấy xịt đó thì nó giá trị thương hiệu kèm theo giá trị tài sản thì nó cao, nên là người ta mới làm những cái việc đó. Thì em coi kỹ rồi không thấy đục đục xong em lấy số khung số máy đó em tra win, tại vì không có sổ đăng kiểm mà, em tra trên win ở nước ngoài coi cái xe này ở thị trường nào và sản xuất năm bao nhiêu, thì xe này là tra win nó ra lấy số khung mình tra nè, lấy sệt số khung này mình tra là xe này sản xuất tháng 7 năm 2018, nó là model lấy xịt lợi 570, nó là động cơ xăng máy 2UR 2UR FE A3UR FE đó, 5.700 cc, 32 van DHC EFI đó, và động hộp số nó là động cơ IT automatic, đó là tự động anh chị chứ không phải số sàn đó. Nhiều xe mà sợ sợ thì mình có thể chết như vậy. Rồi hộp số nó là hộp số 8 cấp IT 8 cấp đó, cốt nó mã cốt màu nó là 21 21 LI33 nè đó, cốt màu nó thì nó model này nó chỉ diễn ra từ tháng 9 năm 2015 cho đến tháng 7 tháng 8 2021, tháng 22 đã ra form mới rồi anh chị. Đó là khi mà check số win xong xong cái đó là xong một chuyện rồi nha. Kèm theo nữa là cái này mới là cái quan trọng khi anh chị mua xe thanh lý nè, cái quan trọng nhất mà khi mua xe thanh lý nữa là anh chị phải xác định xe này là đã đăng ký ở Việt Nam chưa. Nếu mà xe nhập lậu chưa đăng ký ở Việt Nam á, thì anh chị phải tốn 10% tiền thuế nữa. Thí dụ xe này đấu ra 4 tỷ 7 50 họ định giá là 4 tỷ 7 50 thì anh chị phải đóng 475 triệu nữa anh chị. Còn những cái xe nào mà những cái xe nào thanh lý của cơ quan nhà nước, xe tịch thu á mà chưa đăng ký ở Việt Nam á, thì đóng 10%. Còn những xe thanh lý những cơ quan nhà nước họ thanh lý đã đăng ký biển Việt, nói nôm na là đã đăng ký được biển Việt á, thì anh chị chỉ đóng 2% thôi. Có nghĩa là 4 tỷ mấy thì anh chị chỉ đóng 80 triệu thôi, đó là anh chị ra tên được. Còn những cái xe mà chưa đăng ký ở Việt Nam á, thì anh chị phải đóng 400 mấy chục triệu. Đó là một cái mà dễ sai lầm khi mà đấu giá. Nhiều lúc mình đấu lên mình hố, mình cứ tưởng là 2% á, đó không phải xe thanh lý nào cũng 2% đó, có xe 2% và có xe 10% anh chị. Thì cái xe này vô cái trường hợp 10%, tại sao em biết là mình lấy số khung số máy mình tra tra lên hệ thống dữ liệu đăng ký của cơ quan đó. Bên nói chung là bên những cái bên liên quan
đó, em tìm hiểu là xe này chưa đăng ký ở Việt Nam là xe nhập lậu đó. Khi mà mình xác định được số khung đó là số khung xịn, số máy xịn và tra được số VIN xong rồi mình tra tiếp trên trên giấy tờ luật pháp ở Việt Nam là có đăng ký chưa. Chứ anh chị mà cứ lấy số khung số máy anh chị tra khơi khơi, anh chị tra nó cũng không đúng, anh chị phải tra thử cái xe đúng là cái số khung số máy xịn đã. Chứ anh chị tra mà coi chừng tra nhầm là có xe nó bị tịch thu mà nó bị đục anh chị, xe thiệt nó đang nằm ở nơi khác, còn xe mà giả thì đang bị tịch thu thanh lý ra là bắt đầu rắc rối lắm, nó rắc rối cực kỳ. Nên anh chị chú ý nha, phải xác minh đi mua xe thanh lý, những cái xe lấy xịt đó là phải kiểm tra kỹ số khung số máy phải xịn không, đó là bắt đầu mới tiến hành đến các bước như em toàn hướng dẫn, rồi tra số VIN xong rồi tra trên trên hệ thống đăng ký của cục giao thông là có cái xe đó không đó. Nên chị lưu ý nha, chứ nhiều lúc anh chị cứ bỡ ngỡ, anh chị không biết, anh chị vô anh chị cứ lấy số khung số máy xong chị tra trên cục cảnh sát giao thông mà vô hình dung cái xe đó là cái xe mẹ bồng con á, thì nó vẫn hiện lên, nó vẫn hiện lên là anh chị cứ nghĩ xe 200% không đúng anh chị đó. Khi mà nó đã chưa đăng ký Việt Nam thì nó phải là 10% đó, anh chị lưu ý nha. Đó, xe đây thì mỗi bước giá nó là 10 triệu, cọc của nó là 1 tỷ đó, 900 mấy, có thể ai dám vô chơi bỏ cọc không? Ví dụ cọc ít quá thì có thể vô đấu tầm bậy bạ để bỏ cọc, nhưng cọc nhiều vậy không ai đấu đâu. Nên là nãy giờ anh chị thấy á, 40 mấy phút mà chưa bao giờ nhảy giá đâu, không bao giờ nhảy đâu, những phút cuối mới nhảy. Thì em coi coi thử em toàn có đấu trúng cái xe này không nha. Cái này thị trường thì hiện tại họ đang bán là 5 tỷ, anh em thu vào là 5 tỷ, 5 tỷ mốt là xe ở Việt Nam á. Còn mà bán ra anh chị nha, những xe giấy tờ đàng hoàng người ta đang đi á, thì thu vào 5 tỷ, 5 tỷ mốt. Còn mà bán ra thì 5 tỷ rưỡi cho đến 6 tỷ. Nói chung là xe những xe này thì nhiều anh em phải lời cả tỷ mới bán anh chị. Đó. Thì cái xe này định giá nó cũng sát 4 tỷ 750 anh chị với một con xe thanh lý như vậy. Đó, nguyên lô của nó thì anh chị thấy giấy tờ thì chỉ có những cái xe VAM rồi cái xe Morning. Morning rồi mấy cái xe máy thôi. Tài sản đấu giá là lô tài sản 3 xe ô tô và 4 xe máy vật chứng, tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước anh chị nha, là tịch thu đó, là tang vật, tài khoản giống như công ty đó làm cái gì ạ? Là họ tịch thu xung công quỹ nhà nước. Đó. Đấu những cái này anh chị phải coi là xe này là V ai chịu, nhưng mà thường thường đấu của sở tài chính á, sở tài chính Hưng Yên là sở họ sẽ chịu tiền V, có nghĩa là mình trúng 485 triệu là họ xuất V cho mình là 10%, 10% tiền V khác, tiền phí trước bạ khác nha, mình phải về mình đóng 10% trước bạ đó, với những cái xe mà chưa đăng ký ở lãnh thổ Việt Nam. Còn 2% với những xe đã đăng ký rồi. Trong lô này thì nó có mấy cái xe Morning này đó, mấy cái xe Morning Morning này thì đã có cà vẹt là đăng ký Việt Nam rồi thì chỉ tốn 2% thôi, còn cái Lexus đó là nhập nhập lậu về đó thì chắc chắn nó phải tốn 10% anh chị, tốn 10%. Bốn tám bảy tư là mình ấn đúng không, mới ấn xong rồi đúng không, mình ấn xong rồi chứ, ấn rồi. Bạn đang là trả giá cao nhất nè. Ôi, 5 tỷ mấy rồi. Nhanh hơn. Làm được rẹt liền. Tại vì xe này anh cũng không máu lắm nên anh không có dồn, tại vì xe thanh lý rồi xe tịch thu rồi. Bỏ ra mấy tỷ bạc thôi. Cảm ơn mọi người coi được kết quả đấu giá là ai là người trúng nha. Em thì không không em không có tham gia nữa, là 5 tỷ không trăm không không. Ủa, mua ghê ta, 5 tỷ, 5 tỷ tính ra
thuê đóng thêm 500 là 5 tỷ rưỡi. 5 tỷ rưỡi. 5 tỷ rưỡi cái lô xe này trừ ra mấy cái xe kia 150 là hết. 5 tỷ 3, 5 tỷ 4. Kinh thiệt. Mua ác thiệt. Em chịu quá. Không hợp lý anh chị. Mấy cái này ngoài thị trường nhiều.